Chào cô bác, anh chị và các bạn nhé. Hôm nay ngày 20 tháng 8 mình có đi bắn pháo hoa, xem bắn pháo hoa ở tại thành phố Long Xuyên. Rồi, không gian đây hiện giờ đây rất là đông con người ta để chuẩn bị đón bắn, xem bắn pháo hoa. Hai cho con đây chuẩn bị đi lại sân khấu gần. Đây con. Đây đây. Đây quá tất bật luôn nha các bạn. Đây là mình đang đi sau lưng cái sân khấu. Đây là những thùng pháo chuẩn bị bắn hoa. Tôi về Mỹ Hòa Hương, thăm nơi cát dũng, đêm mơ màng sông nước ánh trăng soi. Chợt nghe ai gửi tình chào bài giọng cổ, câu ca tán vào giá thịt mãi cùn, câu ca nhớ người cố xứ Bắc Tôn. Quá đông con người ta rồi các bạn ơi. Tôi nhớ ngày tôi rời đất nước lúc cuộc bãi công. Rồi, 1, 2, 3, buông ra, bài lời. Đang, hai lính đang thời gian chờ đợi bắn hoa, thì nó chơi bóng bóng. Chắc này tầm cũng khoảng 9 giờ mà 10 giờ bắn. Thời gian chờ đợi xem bắn hoa, thì mình lại đây, gia đình mình kêu nước mía uống, hoặc sinh tố uống để trong chờ chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là mới bắn pháo hoa. Mát làm cho anh một ly nước mía trước đi em. Ly nước mía đây, ly nước mía rồi. Có mía truyền thống, mía sầu riêng, mía thò. Rồi cái gian hàng phố đi bộ bán nước địa khác. Ủa cua đây có bao ăn không em? Ba luôn hả? Là bán sao vậy em? Dạ bán được 100 gram. 100 gram. 39.000, 100 gram, 49.000, còn con bự này là 55.000, 100 gram, bao ăn luôn. Là cua thịt. Dạ. Cô thịt các bạn không có gạch. Dạ. À. Gì hả? Cái 39. Mình chưa từ ngày bán ngoài kia tại bữa nay chưa trình nó chặn nó không cho bán cái đó. Được lắm, chút định đó.
À rồi, bởi anh gặp rồi, bởi anh thấy cái 39 quen, cái cua 39. À, test 39 đi em ơi, tại vì hiện giờ anh đang quay cái bao nhiêu 39. Dạ. À, rồi, em khui đi. Mấy con nào giờ anh chơi? Rồi, hiện giờ mình đang ăn cua ở phố đi bộ là loại 39k. Nhiều em, cái đó nhiều em? Đây là 400g. À, 400g. Rồi, thật chắc nha. Rồi, cho cái em mở trong đi em. Mở trong, mở luôn đi. Rồi, mở luôn. Mở bẻ, mở ra luôn em. À, rồi. Đây có thịt mà bị dính thịt lại. Rồi. Cái này mình mua về hai con cua để xíu mình ăn. Rồi, ok em. Rồi, ok. Rồi bên kia đi em, con cua bên kia đi. À, mở thờ lặt đường anh đi em. Em nó sẽ lại con cua thứ hai, nếu mà có thịt nữa là nó tóm lại cua là chắc lộ nha em. Cái này là bao ăn luôn. Bao ăn, cái này là cua bao ăn. Wow. Cái này bao ăn luôn, nếu như mà ở trong nó có bị ốm á thì em đổi lại con khác cho anh luôn. Ok. Dạ. Rồi em bẻ không đi, em bẻ trong đường anh không đi. Ở đây là nó chỗ cua 39k. Ở tại Long Xuyên mình. Đây, rồi thịt chắc luôn nha. Rồi bây giờ em nó tách ra hết rồi, bây giờ em nó hấp lại. Bỏ vô hấp lại. Vậy là cua này mình hấp chứ không phải luộc hả em? Dạ, mình luộc trước rồi khi nào khách ăn lại mình hấp, cặn cho nó còn giữ được cái độ ngọt của cua á anh. À. Dạ, nếu mình luộc nhiều lần quá nó mất cái độ ngọt. À. Rồi, bắn hoa rồi phát ơi. Phát bắn hoa rồi phát. Wow. Wow. Đã bắn hoa rồi. Oh, wow. Rồi, bây giờ là tới giờ bắn pháo hoa nha các bạn. Đã đến giờ bắn pháo hoa rồi nha các bạn. Bắn sớm hơn dự định nha các bạn. Quá xuất sắc, quá đẹp nha các bạn. Quá xuất sắc luôn nha các bạn ơi. Quá đẹp luôn nha. Đây là thời khắc bắn pháo hoa nha các bạn. Tại thành phố Long Xuyên của mình, nhân ngày cho tịch tốt thắng. Wow. Wow. Ê. Quá xuất sắc luôn nha.
em có đẹp không? Con nó quay nó háo hức đây, nó rất háo hức nha các bạn. Phát ơi, Phát à, Phát ơi, Phát anh rồi à. Oh,
độ lớn nữa.